Người tu chỉ xăm soi điện ảnh của mình, lời nói của mình, sự nghiêm nghị của mình, sự hạnh tốt đẹp kiểm tra ngày và đêm, coi hồi sáng giờ con có bị dính mất cái gì không, để con phủi đó cho nó ra, để con dẹp nó qua bên. Còn một ngày từ sáng tới bây giờ con là một người tu rồi, con làm gì là người tu? Dạ con lại không phải. Đó là cái lễ tối trưa chiều. Con làm gì con tu? Hồi sáng giờ, hồi trưa giờ, hồi tối giờ con làm gì mới gọi là tu? Giờ, giờ mới gọi là tu thì giờ con sẽ hủy bỏ. Đi làm về cũng vậy, tuốt cái áo ra, có một cái áo để mặc. Đó giờ công phu của con tu tập, không phải mặc kiểu lễ Phật xong, nếu không có bạn ở chỗ nào cũng được, không phải ngồi. Mười lăm phút, hai mươi phút, nửa tiếng, một tiếng, bắt buộc chứ không phải tha được nữa. Nếu mà các vị không vô công phu, không vô tu tập và không vô để niệm Phật cho đúng giờ đúng giấc, ví dụ bây giờ bác sĩ đi làm thì cũng có giờ về, giờ về để cho đạo nghỉ 15 phút thanh tịnh, để công phu, để tu, để tập. Tập theo ai vậy thầy? Tập theo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mắt ở ngay sống mũi, không động không tịnh, dù có sáng đi chiều về đây mà bị gì có liên quan mật thiết với ai đi nữa cũng phủi, cũng mất hết, không để trụ. Phật vô thường trụ, trụ chỗ nào cũng được hết. Nhưng chúng ta phải ráng cố gắng, chứ đừng để đi vào chùa, đi vào lưng bàn, nghe giảng, nghe hết rồi trở mặt ra là khác, không được. Thì chúng con hôm nay thì xin nhắc lại cho tất cả các con và học trò của Đức Ngài và Phật tử của Đức Ngài đó, mình dễ ngư nhiều lắm, cho nên sự trừng phạt Phật rơ lệ. Vì Phật dạy một đường, mình làm một ngã, mình không có chú ý. Dạ thưa thầy ơi, con hàng ngày con trì tới mấy biến chú đại bi, 10 biến, có nhiều vị nó cả 50 biến, ráng mà trì chú đại bi riết nha. Nhưng mà quý vị có chú nguyện bên trong không? Có đại bi bên trong không? Có đại bi đại lượng thương xót mọi người đang trước mặt mình không? Vợ mình, con mình, cha mình, mẹ mình, anh em, tất cả dòng họ của mình chung quanh, nó là chúng sanh đó, để nhập môn, để trả quả, để đi đến với mục đích, chứ không phải vậy đâu. Đó như thế. Giờ mình có chú tâm không? Mình có chú ý cái việc rất trật sai không? Nếu mà con đi làm không được nghỉ, nhưng mà cái việc ngoài thấy chú ý cái này sai, không được đâu, không được, sai rồi. Chú tâm vào để mình liên ban cái tâm này, mình trao lại cái tâm kia, hoặc là mình giúp đỡ mọi người theo trật, không đúng, không tốt, đừng nữa, dừng đi. Đó, thì con đã chú ý rồi. Nếu con chú ý chú đi ngang, nhà người ta đâu có thấy gì đâu. Để chú ý, dòm thấy con gà nó nằm, nó đẻ đây, có trứng lượm. Nói vậy, nó quê đeo dốt vậy đi. Không thì nói về vấn đề là ngồi ngay lại sẽ đi. Ngay ngắn rồi con. Để mình rặn rỡ một người tu, trên đây chụp hình hàng ngày con, chụp hết mà mình không biết. Mình tưởng đâu không có ai hết, không ai dòm thấy mình hết đó. Chụp hình đó, đêm và ngày, đêm vô thánh, ngày vô thần, chụp hình đó. Việc làm của mình trong mây, trong gió, trong nước, việc làm của mình rất là tinh vi, không ai làm được hết. Tại sao mình không kiếm cái chuyện mà không ai làm được, mình làm được? Cũng như Đức Phật nói, không ai thành Phật mà ta sẽ thành Phật. Ta quyết chí ta sẽ thành Phật. Ta sẽ liệng bỏ cốc hài này, dơ, cát bụi, rơm rác, lửa, khói, nước không ạ? Đó, thấy không? Thì bây giờ mình phải ôn lại thảo bài là thầy nói chuyện vậy cho chúng con nghe. Phải ráng kỵ cương chút. Già đây, già chỉ có 2 tuổi, 1 tuổi đạo, không biết gì hết. Còn đứa trẻ 10 tuổi, 9 tuổi, 8 tuổi mà nó thông trong, nó học nhiều đời, nó chuyển kiếp trở lại đây, không biết bao giờ nào nó làm một ông sư, hay nó làm đại đức, làm đức cố, nó vậy đó. Thì mình
phải đánh dấu hỏi và thảo luận ở bên trong mình. Đừng bao giờ sơ hở. Sơ hở nó uổng. Như là mình dầm giường, mình học lái xe, hay là mình làm mọi việc gì mà mình không chú ý, nó thất bại uổng lắm. Rồi huống chi là mình quên đi một cái kiếp đời của mình nào. Chết bà chưa, còn uổng một kiếp nữa kìa. Một kiếp này là sao vậy? Hãy nói ra thì nói ở xuất gia rồi không được quyền đúng. Nếu mà người xuất gia đạo Phật rồi đó, thì gửi lại con vợ có tiền của ăn, cha mẹ có tiền của, gia đình có hết, mình xuất gia. Mình xuất gia để mà cầu Phật. Cầu Phật. Thế vậy đó. Nói đầu Phật chứ không phải đầu Phật. Cả hai lẽ là đầu mà cầu. Đầu là đi ra đầu thú đó. Con hiểu không? Hiểu đầu thú không? Ra đầu thú đó. Là chịu đựng với cái đời này. Quá chán nản rồi, quá khô khan, quá độc ác rồi. Bỏ đi ra đầu thú Phật để đi về Phật. Còn xuất gia cầu Phật là con tu để cầu nguyện cho vạn dân bá tánh, cha, mẹ, ông bà, tất cả tổ quốc của mình. Có hiểu không? Tu nó có nhiều dạng lắm. Tu bộ, tu sửa, tu tĩnh lặng, tu bình lặng, tu yên lặng. Đó. Rồi nghiêm trang. Nghiêm tức là khẩu, thân, khẩu, ý, tất cả đều phải nghiêm hết. Đó là nhà sư có dạy hết. Còn thầy đây là sơ lược qua thầy nhắc. Để mình phái Bùi Sơn Kiện Hương á, ông tổ tiên ta, ổng đã biểu kỳ này họp cùng với Lạc Phật Bồ Tát để mà dạy dần cho đến kết thúc. Nếu đi gom, nếu ai là cái duyên của ai đó, hay là gần tới rồi gom về liền gấp kỳ để dạy cho nó kịp trong cái thời kỳ đó. Thành ra nếu mà con đi đường, ở nhà, đi chợ, đi múa, sống rắn giềng mình hay gặp ai con không hỏi thì đâu ai trả lời. Con hỏi ta mới trả lời, con hiểu chưa? Mà cái hỏi đó đó nói về lực đạo. Con ở đời thì có việc gì đó con lại nhà con hỏi. Còn nếu láng giềng đó, con cúi đầu chào người ta, con hiểu không? Còn hỏi hạch hỏi tầm bậy tầm bạ, con biết nó lạc quan không? Lạc quan, nó không trụ quẩn được cái gì. Rồi người tu sau này ngơ ngơ ngỡ ngáo vậy đó con. Còn Phật nói vô thường trụ, trụ giờ nào cũng được hết, gọi là thần trụ, trí trụ, tâm trụ nha. Nó trụ hết. Trụ lợi mình có một cái điểm. Mình có cái điểm. Thì cái điểm đó là điểm kiểm tra tài khoản, kiểm tra tài sản, kiểm tra tâm tánh, kiểm tra hết tất cả con người của mình đã như vậy. Còn nếu mình cứ đúng cái giờ mình đợi cậy tụng kinh, tới giờ tôi công phu rồi nha, đi đi, tới giờ má ngồi thiền rồi, má ngồi với niệm Phật, không cho biết, không thiền mà thiền, cho nên thầy có ra cái quyển cửa thiền, khó mở. Mắt chưa mở, miệng chưa mở, khối này chưa mở, tâm chưa mở, thì dục cho mình có ngồi cách mấy đi nữa, cũng không được. Đó như vậy, thiền là mình, thiền là chúng con đó. Chứ đừng thấy cái chiếc ghe đó mà nói là cái thiền là chúng con đó. Rồi lững lững lờ lờ, không biết là cái bến mình ở đâu á, làm sao đây? Mình phải có Phật, cứ noi theo Phật mà làm, nghe theo Phật mà làm. Thấy chân lý đúng của Phật thì mình cứ hành theo đó, mình tu thôi. Không ai làm gì mình được hết. Mà đừng cao ngạo, tôi đi tu rồi nha. Người tu là người chán chê của thế trần này. Con biết không? Không ai dòm mình nguyên cặp mắt. Vì mình ăn mày, Phật đã ăn mày nha. Tay chân quần áo dòng vàng trên phương diện này con không có trình bày ở trên cái lãnh thổ này. Vì con biết mưa phong gió tạt. Đem cái áo màu cũng phai. Đem cái sách cũng tàn. Cái tốt đẹp nó cũng không còn gì cho mình. Cho nên mình trình diện cho mây, mưa, gió, tuyết, uổng. Mà để cái áo ở trong lòng của mình á, mình trình diện cho mưa phương chư Phật và cõi trời, thì con thấy vĩnh viễn tịnh thù. Chết mà không chết, ta sống mãi không biết bao nhiêu ngàn năm, khi ta được phục hồi trở lại rồi. Kỳ này là kỳ cuối cùng của ngày đại hội, không biết mấy trăm đời, mấy trăm năm mới có cái ngày này. Ngày này là đại ân xá.
Mà ngày này cũng là ngày chọn lựa thiển, nếu mà thần tiên là đóng số 1 á, chứ không phải số 2 đâu à, ta đắc đạo vậy đó. Mà nếu Phật cũng là số 1 không số 2, nhưng mà các vị Phật kia ta về hưu rồi, thì bây giờ phải có trường lớp Phật mới. Dù nước nào cũng thành Phật được hết, nước nào cũng thành tiền được, nếu ta tu, nếu ta học cái khóa đó. Nè, đi học sửa điện đi thì thành người sợ điện, học thợ mộc tổ hộ thì thành tổ hộ, học tiên ra tiên, học Phật ra Phật. Mình muốn học trường lớp nào mình cứ đăng ký vô đó mình học. Nếu học Phật tu nhân thì phải tu nhân quả, tránh hết tất cả mọi sự việc. Mình nói lớn với ai đây nè, mới nè, mới hồi sáng mình nạt nộ mới nói lớn nha, chưa ra ngoài kia bị đứa nít chửi, bị chửi liền. Không biết từ sao mình đi hay mình làm gì, đi dòm mình vậy ra bị chửi liền cấp kỳ. Đó là cái quả báo sớm mời thấy chịu báo ứng của mình. Còn báo ứng mà dư thừa cái nghiệp, cái nghiệp quả mà cái chết rồi trở lại là quá xa. Mà bây giờ cho liền tại đây cho con, liền tại đây. Có một chị đó, đây bắt cô bé Năm làm chứng, không sai. Nói đây nè, để có tất cả các vị nếu có nghe được á, cái ông này nè, hỏi về chiếc lông ít, mình đi xe nó, mình mang nó rồi thì tội nghiệp quá, gãy cẳng rồi thì mình ẩm nó vô, ẩm nó vô chịu nó 500-300 tiền thuốc hay là giải quyết gì đó, không có. Đi đi cách có 6 cây số ta đụng ông quằn quại nát xe. Đứa nhỏ này chịu có 500 thôi mà không chịu, để đi xuống dưới cái dốc kia đó, cổ về cổ báo thì ổng nát mình là trứng. Một trả mấy. Nếu mà người tu thiệt, người tu tốt, người tu của Phật sợ cái nhân quả lắm. Cái việc gì cũng vậy, không dám làm, mà không dám tạo ra. Vì quá kiếp vị lai, kiếp này mình thấy mình rồi đó. Mình thấy mình kiếp này là thấy kiếp khác, thấy kiếp khác. Nói vậy đó. Ngay bây giờ chúng con thấy con bây giờ, chúng con biết cái kiếp vừa rồi rồi đó. Đây là một chị tu nè, nhà sư nè, hay như thế nào đó, không phải tâm thương. Đây là một người tu nè, rồi ủng hộ mọi người cúng dường, là sao chị này ai cũng đem cho đồ chứ hết vậy. Mà chị mới tu tại hồi đó cúng dường, đem cúng dường nghìn ăn đó con. Đó, có nhiều vị nói là thầy cũng không muốn sửa nhưng mà không dám. Nó đi cúng dường không phải cúng nhường, nhường món ăn này để cúng cho sư, thầy, sư cô, đại đức. Nhường lại hiểu. Rồi cúng nhường cô này cũng được nè, cũng được nè. Đây là anh Sáu, tôi xin cúng nhường anh. Được quyền nói, đâu có cấm gì đâu, mình cúng là cúng. Bề trên mình đã trình rồi, nhường lại cho anh ăn. Còn cúng dường là không được. Dường có hiểu không? Dường với nhường hai cái. Dường cấp cô độc giả, Đức Phật hay còn sống. Cho nên hôm nay chúng ta tu kỹ lại một chút chứ không phải cho chúng con ra rồi nói là thì ăn bậy cơm nè cái nọ, hay là nói này cái nọ. Và đến đây bây giờ thầy cấm luôn, không được tụ tập 4-5 người mà ngồi đó vô lý. Đừng buồn, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, cấm. Rồi nữ làm sao? Xuống bếp quét, dọn chén, úp chén, lật sách, đặt đồ để coi. 11 có cái chỗ, đi lên rồi mời ra ngoài kia đọc sách, để thầy làm tới. Ở hội trường đóng hai bên vậy nè, rồi có chỗ nào để quyển sách nào. Nếu chúng con muốn có duyên về quyển kinh nào thì thầy sẽ trưng bày ra. Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, hay là còn kinh nào nữa thầy có hết, để rồi sang năm thầy còn mạnh khỏe thầy thay đổi. Còn hội trường, ê nè, cái này là hội trường nha, chứ không phải cái chùa đó vậy. Còn ở trên này là giảng đường tông phái Bụi Sơn Kiện Hương, thì chỉ cho rõ. Sau đây con vô con coi, ngồi học lớp lớp nha. Vì về đây trình với thầy rồi, nghe rồi thì làm gì đây nữa. Nếu có cái việc gì phụng chút xíu đi ha. Thì bây giờ vô nè, con cái ly bông, con chai nước, đồ để dày dài. Bên nam bên nữ tự do, một người cũng vô đó đọc sách, để nó nhắc lại mình nghe, để nhớ lại quãng đời như thế nào, và thương buồn, thương yêu cho tất cả Đức Phật như thế nào đó. Mình để hết
tôi còn thị muốn, và cũng in ấn tống muốn là thỉnh đem về. Con hiểu không? Đây, nó phải có thứ tự. Bây giờ mới vào mà thầy như thế này nữa, rồi quỷ ma nó đang tràn ngập nữa, chờ đợi tắt ngọn đèn mì rồi thì Phật ra đời, Phật sẽ lên cương. Còn bây giờ mi còn, để mi còn, mi dán cái tường đi, rồi ngày sau bình an, rồi con sẽ thấy sứ Phật nè, người của Phật nè, Việt Nam nè, thành Phật nhiều lắm con. Có vậy không thầy? Có. Thầy có nói dối không? Đưa hai tay luôn nè con. Việt Nam bây giờ ta lẫn ẩn, ta tu nhiều lắm, làm sao mình khám phá được người ta tu? Còn các vị mà vọng động mê tín thì kia lên núi á, ngồi đó để thành mau và chất độc. Hồi đó có vị đó ra nói chất độc sẽ ở dưới này nè, sẽ bị lan tràn, còn trên núi gió núi mê ngàn không có. Thì cũng hơi nhầm một chút, nhưng bây giờ độc trừ độc, ma gặp ma, quỷ gặp quỷ, Phật gặp Phật. Chúng con cứ tu đi, cứ trì niệm chính đi, thì Đức Phật sẽ có ngài, Bồ Tát có ngài, Từ Hàng có ngài, La Hán tất cả các vị. Nhưng mà kỳ này nặng nhất là ông Di Lạc Bồ Tát. Ông mang cái bụng, ông mở nụ cười, con nít đeo ông cho con biết lý do gì mà ông cười như thế. Thì trong tâm linh của thầy và sư phụ trả lời là cười cho thế thái nhân tình là ngu, không ra không lo tu lo mê. Cái bụng ông là một cái bầu trời, ông sẽ biết hết, và ông sẽ mang bầu trời vũ trụ Đức Di Lạc. Dạ thưa, còn mấy đứa nít nó đâu tay đâu chân đó chi vậy mà Đức Di Lạc sao lại có mấy đứa nhỏ? Ông nói tới đây tân dân, tới đây lập quốc lập đời rồi, già cũng như đứa bé đó, cái hồn cũng như đứa bé đó, 3 tuổi 2 tuổi đầu sung sướng vô cùng không, lời ngồi vai, lời ngồi chân, phải không? Con thấy không? Đó là Đức Di Lạc. Tìm hiểu ra là Đức Di Lạc vui vẻ lắm, cười. Nhưng nếu mình á, người tu thiệt đó, ông cười vui để đón tiếp mình bằng linh quan, khí quan, thần quan, tâm quan. Còn nếu mà quỷ ma đó, ông cười cho mày đồ ngu đồ dại, một nụ cười nó chia làm 2-3 đó, vậy đó. Thì hôm nay thầy cũng xin kể chuyện cùng là bình luận qua cái giáo lý và chân lý. Từ thở xưa kia, cha mẹ mình sinh ra, mình là có chân lý hết. Chân lý. Rồi lớn lên, mình đi học giáo lý. Có đúng không ạ? Giáo lý của nhà Phật. Chứ cái chân lý đã có sẵn nhiều đời nhiều kiếp lắm. Đó là hạt giống. Hạt giống rất tốt. Chịu cực khổ, tầm sư học đạo. Để chi vậy thầy? Để con đắc quả rồi con về giáo cảnh Tây Phương. Chi nữa thầy? Phàm tục kia con chẳng dấn dương, con chánh chánh đường đường như ngọc lý. Học đi con, bữa nay thì chỉ trên cuộc đời tàn này ích kỷ tiêu diêu. Không mơ thì cũng tới chiều, thầy đáng quăng nặng rồi thương yêu chúng trần. Thấy vậy đó con, thấy rộ rộ, thấy rần rần. Nhưng kẻ sở người tần có ai hiểu ngày mai. Trách nay đời sao dội lá lai. Đừng trách ông Phật hay trời đắng cay hộ mình. Hộ không hộ đó, mình đừng có cầu xin nữa chứ. Nói trời Phật không hộ con rồi đó, thấy không? Ngược lại, trách Phật trách trời. Trách chi như thế, con ơi thiếu điều. Mình ráng học nè, mình chắc chiếu. Mình bỏ lìa cái giới phạm mà cảnh kiêu trong lòng. Ngày mai thầy tới rừng thông, thầy đứng cầu nguyện cho giống dòng Phật gia. Nếu con đạt được đó, thì chính ta là Phật, Phật chưa thành con có biết được hay chăng? Ráng học kinh sách thường hằng, đêm mi buồn cũng vậy thì bút văn đừng rời, ráng chu đáo lục cho hết con ơi, tài khoản có đang chìm sâu
thấy đó mà khó tầm. Ngọc lưu ly chính con là một cái tâm đang chìm đắm dưới hầm mê mùi. Học phải ráng làm sao cắm cùi, đừng đem đuốc của thầy rồi con vùi nghe chưa. Ráng nói theo bậc tiền xưa, con người thì nhắc đạo sớm trưa ráng hằng. Mình không phải là tu Phật nói không có đợi học giỏi nè, thấy không? Không có đợi dạy giảng bút văn, hay là không có giàu, không có nói xính có đó, thấy không? Sang bằng mà thôi, nếu ai có trí thì bồi tiếp theo đời cũ con ơi. Đời này ráng hy sinh đi, để sau con gặp tổ gặp thầy, rồi con thấy nước Việt hay là khắp năm châu cảnh này đổi thay. Bây giờ còn lá còn lai, bây giờ còn phụng múa rồng bay ôm sòm. Nhưng sang bằng rồi đó, người ta thấy, anh chị thấy, đồng đạo thấy mà ôm, mà thương tình cốt nhục xóm mi tròm tiền băng. Bây giờ con thấy lớp chết nè, ngổn ngang nè, lớp đau, lớp bệnh trong bệnh viện nè, có ai đến hỏi han từng giờ. Thấy chưa, thì kệ sơ sơ mất tình, mất nghĩa rồi mất giấy, mất tờ thần băng. Vậy đi tu hành rõ ràng, con đừng có sợ những đàn yêu quá. Mình là một người ta, mình được lên làm người chánh giác nè, trời Phật tha mình rồi. Nết na tánh hạnh dung bồi, mình đứng hay ngồi cũng đủ lễ nghiêm nghi. Đừng người tu mà dù đứng, dù muốn chạy đi, dù ngồi muốn nằm xuống, cái khoai nghi nó mất rồi. Đức Phật có 32 tướng tốt con ơi, mình làm sao cũng có một hai tướng thì ngày hồi mới lãnh cho. Bằng không mình cứ so đo, rồi đây mình lớp, mình bò, mình chịu cảnh lang thang. Bây giờ tiếng á, mình mặc quần bằng áo và chắp tay niệm Phật lễ xá đạo tràng, nhưng bên trong mình không tu tịnh thì dở dang tiêu điều. Bên ngoài kệ, ai cảnh ai kêu ai xem mình rẻ, nhưng mình có tiếng chuông chiều ở bên trong. Con lo tắm mát suối nha, lòng thầy ra bài bổn dạy trong đạo tràng. Học cho giỏi đi con, đừng bỏ một phút nào hết, thì không phải dở dang. Mình đạt được bằng cấp trung học rồi đó, lẽ làng tiến lên, tiến lên học bổng. Đừng quên mình học sinh tốt, kệ bên thầy hoài, ráng cố gắng mình tu mà mình mới thương được cốt nhục muôn loài. Còn nếu mình không tu đó, mình coi không có ra gì hết á, thấy không? Điều ai soi thấy mình, chữ tu rạng tâm thanh tình, con ơi gìn giữ chứ đạo mình đừng phơi. Đạo Phật pháp chứ đạo của ai? Đạo này của Đấng Như Lai nhiệm màu, nghìn đời muôn kiếp ghi sâu, làm sao quên được sáu câu Di Đà. Thầy khuyên con ở tại gia cũng được, nhưng phải tu nhiều, phải vượt qua bờ, phải ngoan ngoan đừng có dại khờ. Ai chửi mắng hay mịt mờ mình xóa bờ. Đâu phải thầy biểu con về nhà tay chuông tay mò, mình ráng cố hành trì rồi hiểu rõ chân như. Tại mình Phật dạy mình hư, chớ nào tại Phật mà cứ bơ mất hoài. Chúng con tỉnh về đi nha, canh hai rồi đó. Sửa tánh chơn, sửa đó mà thôi, đứng đi cùng lái, nằm ngồi tí già cả những mất rồi nớt thành. Tại nhiều kiếp, nhiều đời không bên cạnh, bỏ dở chuyện tu hành rồi là lập cảnh được hay sao? Bình minh chưa được sáng nào, thì dân tiêu diệt rồi đồng bào mê mang. Tỉnh lại đi, như ngọn đèn ngoài lộ sáng. Nếu mình tỉnh rồi đó, thì không ai ngạo báng mình đâu. Nhìn thấy mình,
biết được lý sâu quỳ rồi lại rồi xin từng câu mình ban tặng. Giờ phút cuối chưa buồn thì dặn chốn rừng này rồi lỗi lặng tới nơi. Con ơi đừng có mê chơi thì lập trường quấn đạo chiều mới rõ ràng. Đây thì sư ông, sư trưởng nè, các bậc tiền ngàn tiền xưa đó trở lại rồi thánh hàng thần quay mới cho xuống thế ngày nay. Biết ngay trong đời mạt mà không ai đâu trò, không dám xuống nữa đâu con, mà chẳng dám lên đò vì bão giông quá lớn. Tôi biết chiếc đò này qua được không, ngày mai lập hội công đồng coi chừng mình phải ngồi trong ngục tiền. Sợ lắm con, quay mặt trước quay nghiêng thì đời nó đã đến rồi. Trao liền như dư học hành đừng để quá ấy hư, còn ráng học giỏi mà điểm dư nghe trò. Bình cũng hết nữa, cảnh rối o cũng suôn sẻ. Mình ngồi có một mình nè, cô tẻ quan liêu, đặng có con niệm Phật ít nhiều tìm lối thoát chính chiều đoán ruột. Thì khi đó thầy thấy nè, Phật thấy nè, tất cả các chị cho con thêm lục nghị ráng buộc, khích lại gần mình rồi mình chuộc tội mới ra. Con ơi niệm Phật Di Đà, niệm hoài cho sáng thì quỷ ma xa mình. Niệm đi con, để kết tình lân thuộc. Niệm Phật đi trò, để chuộc tội ngày nào. Đã mù lò mà thấy được trăng sao, ráng niệm Phật đừng tia màu sắc diền. Niệm Phật đi, trong niệm Phật có nhiều điều kiện, phép Phật của trời của Phật chẳng sai đâu. Quả ra muôn phép nhiệm màu, một câu niệm Phật rồi cứu đâu muôn đời. Nếu mình niệm đúng đó thì dù cho nghiệp chồng đời cũng hết, mà tội xưa bằng non cũng con còn nữa con ơi. Niệm cho đúng chỗ đúng thời, niệm danh của Phật sống đời sau tu. Ráng mà niệm, mình ngu cũng khôn được đó. Tiếng niệm Phật A-di-đà mình lao lượt ở bên trong, đem lý chân như dòng suối trong trong, đem danh phận như ruộng đồng điền tốt đẹp. Sửa tướng đi đi con rồi dẹp, đừng xoắn bên ngoài này rồi đẹp làm chi. Mối ăn kiến đã tha đi, lâu ngày phê rục hết còn chi sắc này. Phật nó không có sắc mà có sắc. Sắc hiện không hay, sắc tức thì không, không tức thì sắc, rất là đủ đầy. Quy của Phật biến thì sẽ ra, trì tâm niệm Phật Di Đà. Con ơi đừng tính chuyện gần xa thầy buồn. Buổi trưa nọ tại rừng cuồng sĩ thảo, thầy ở lại làm chi trò, để chờ đạo trở về. Mấy lâu kẻ sợ người tề, từ đây sắp tới nó về chật sân. Đừng có nghĩ cân phấn mọi việc, đừng có hờn hay là sợ mình đã cách biệt chia ly. Bây giờ còn sống thì ghi đi cái chết phải ly nghe trò. Lắc đầu đi con, đừng hát đừng hò, đừng chuyện đừng trò gió thoảng mây đưa. Đừng buồn kẻ ghét ngựa, mình cứ tu tịnh rồi đò đưa mình về. Ráng đi con, cái mê này khó gỡ, ráng mà tìm đi chứ món nợ nó chìm sâu. Càng ngày càng đến như đầu, càng ngày nó càng suối càng thâu mình hoài. Nếu mình không có niệm Phật thì làm sao lái, nếu mình không có tu tịnh thì nhiều ngày bị thôi. Còn này mình tu niệm như đồi, càng tu càng nổi càng ngồi mình yên.
càng tu niệm có thánh hiền gìn giữ. Càng xuyên qua đảo trời rồi thì khỏi cử khỏi kiên. Con ơi mái tạo thần hoàng, kỳ này con thấy sai sàng khổ đau. Thầy muốn tắt lặng đừng gào nói nữa, nhưng mà lỡ rồi trò đứng giữa trung minh, lỡ ra quyển sách lỡ ở kinh, lỡ rồi thầy phải giảng rồi minh minh nói trò. Cho con nghe đó, đặng hấp thụ, cho con vẹn giữ học trò, để nung đúc tinh thần cho trẻ để đi đến thế giới tự do an lành. Con đừng có hỡi trái xanh xuống phàm chi nữa, rồi nạnh tranh quá nhiều. Thầy biết chúng con cũng nguyện cho tiêu, nhưng mà nguyện mà mình không có hành thực được đó, sớm chiều còn nguyên. Bây giờ con phải chinh nghiêng trời, chinh nghiêng trái đất, thì mình phải chinh nghiêng con người. Bị đau nè, bị ốm nè, bị tật nè, bị hư, bị xấu, bị tốt là con người lãnh thôi. Bây giờ chọn một về rồi, một con sám hối đặng bồi đức ân, hai là con cứu quan dân, ba là con cầm mực rồi cầm cân công bằng. Mình tu niệm đó, lúc nào mây cũng văng, khói cũng tụa, chứ không bao giờ để lặng tắt ở đâu. Nhưng mà biết được đôi câu, nhờ A-di-đà Phật rồi đâu khởi liền. Con biết con người tu niệm đó hay đưa đến cái lì phiền cho chúng, nhưng họ đã điểm nguyệt rồi, họ điểm đúng không sai. Dù cho Phật Pháp Thần lại đi nữa, thì người cũng thọ giáo Như Lai nhiệm màu. Ráng đi con, thầy về tâu với Phật, nói ở phàm đời này cũng có nhiều bậc siêu rồi, bị tà đàm ăn mất con ơi, bị ma quỷ cuốn lôi nhiều kiểu cách. Mình thức tỉnh đi, trong đêm về thầy mất, hay là có chư thần dịch việc cho con nghe. Tới đây thì sợ mùa hè, lót thì nắng hạn, lót thì nghe lửa rừng cháy hết trọi. Rồi làm sao con yên tâm con niệm Phật? Lót nghèo nàn nè, lót bệnh tật, đa thù, bao nhiêu đó cũng làm cho người không thể vượt tu, con thấy rõ. Thì đừng hiềm thù vẫn vui. Thầy không hiểu con cái lần chuỗi, nó là bạn của mình đó nha. Mình ngủ đó, mình dậy mình lần gặp nó để mình khôi phá. Sâu chuỗi là bạn của ta, xóm chiều gần gũi để ta niệm Di Đà đừng quên. Con ơi thầy đã rỉ rên, thầy đâu có sợ tuổi tên phàm này. Sợ là sợ thế giới, sợ đâu đây? Sợ trời tru đất diệt giờ này không hay. Bây giờ giàu có, ngày mai lại trắng tay, làm sao như vậy thầy nói rõ ràng. Chỉ một phút thôi thì lửa nó đốt cháy tràn lan, chỉ một chút thôi thì xe đang chạy ngã ngang theo đường, chỉ một phút thôi con bước đi qua mương, mà con hung dữ thì đoạn trường nhốt chốn. Còn mình biết giữ linh hồn, biết câu niệm Phật được tồn ngày sau. Người tu hôm nay đó con biết không, hãy đi đứng có các vị đừng cầu, họ gìn họ giữ, họ sợ mất đâu giống lành, đặng sau này lập quốc cảnh tâm, được người này về thành tiên thành Phật, thành người lành quá đông. Về đi con nhé đừng trông, thì ngồi buồn thảm tại rừng tòng tiếc sương. Qua đi ở tận tường quá sức, thầy bỏ ở tòng sơn tự kìa con à. Rồi vượt bực đi đâu, xuống trần gian phải chịu cống hầu, thuyền bơi lượn biển sâu cú đào.
ở tòng sân buổi chiều về thầy vào sương tuyết mịt ni mù mà thầy tháo bút nghiêng. Con ơi các đấng thiên nhiên, tòng sơn là gốc rồi quỷ quyền mới đi chứ bây giờ thầy lái sầu bi tới đây chắc hết còn chi bỡ trò lẫn lộn đó con. Làm sao con lựa được để tự do, phải chi mà con mắt thánh rồi đó, từ học trò thành thân thì con khảo sát nơi trần, thầy đâu có sợ ma lần quỷ lôi. Thôi ráng cố gắng để trì ngồi nghe bình luận. Mình làm người bây giờ nè, mình hỏi mình có xứng hay chưa. Chiều về sáng lại bị mưa, trưa thì đen tối, rồi buổi bận trưa lạnh lùng. Con thấy không, ai cũng biết xưng hùng xưng bá, nhưng mà trời Phật nói rằng đạo cả không ai. Thì mình đang lúc kề dài, nhưng mà cũng bị ngày mai như vậy. Không sao đâu con, không ai biến đổi được cảnh này, vì thầy đã ký tên vào nơi pháp đạo của thầy Bửu Sơn. Ơn trên không có giận hờn, còn mượn thầy tổ rồi trong cơn nặng quằn. Mượn cái người dốt nét không biết bút văn để ra chiến đấu thường hằng ngày sau. Chứ cuộc đời thầy thấy quá mau, nếu mình chậm trễ thì xuống ao bể sầu. Ngày xưa đó thầy cũng biết thầy là một người hiếu học, học giỏi, đã phò vua, phò Đức Phật thầy. Trong buổi này phải đầu kiếp dốt nét để ngày sau chiến đấu với những người quá là thường học, coi ai thắng ai thua. Nên như thế ngày sau các vị đem thầy ra đây hội trường, còn đem các vị ra pháp trường hành trì. Đó, như vậy thì nếu có phủ dây thì thầy cũng không có học. Còn các nhà học, tức các nhà văn học, các nhà lý học đủ thứ hết, thì điều ra ra sự việc thì các ông có học mà biết là thường, còn thầy không học mà biết là được thánh nhân. Không học gì hết, con hiểu không? Con cứ tu tự nhiên đi, con không rầm rạm, con không màn ảnh, con không sửa sang, con không gì hết. Không, không, không. Chỉ ăn cơm, đi làm, rồi tu tâm điện tánh, hiếu thảo cha mẹ dạng toàn, ở tại gia cư sĩ. Cư sĩ hay là tu sĩ cũng thế thôi. Khác là khác cái chùa với cái nhà, con hiểu không? Nên như vậy, vì cái chùa thì ơn trên đã định rồi, đã chủ định phép tắc đâu đó đàng hoàng để cho tất cả các vị tăng ni về đó tu trì để tu. Rồi con ngồi bình tĩnh, con lắng tâm đi, rồi con tu đi. Những cái bài học đặc biệt phép Phật ở trong mà con đạt không được, còn bài ở ngoài này học chi vậy? Học ngoài này thuộc trả bài cho ai? Gió bão trôi đùa mất hết, có đúng không con? Còn những cái bài học đặc biệt của Phật pháp cho mình đó, phép Phật trong này nè, con phải lục, con phải truy, con phải tìm ra những cái bổn lai diệt mục, bổn bài ở bên trong của con á, con tìm ra con học thuộc hết, con hiểu không? Như vậy đó, bài bổn ở bên trong, còn cái này bài, cái này bài kia. Bây giờ thầy bài được nè, để đi mua đi sắm về chân ra tùm lum tà la, làm này làm kia, đừng mỏi mắt mỏi miệng, đừng điếc tai, không có cách. Ông Phật ông bỏ ông đi rồi, ông đâu có. Bây giờ ông Phật ông biểu cất 1000, có được không? Có được. Cung phi mỹ nữ cung tần, thấy không? Vợ đẹp con cưng đó, nhưng mà ông vẫn đi như thường, thì ông trống đồng rồi. Nói vậy. Nhưng mà giả thứ thầy con bị không được, phải học theo Phật. Phật khi xưa Phật cũng là người ngộ thầy làm Phật mới làm chúng sanh. Ngài là ai đây? Thì ngày hiện thực rất thực tế cho mình thấy, phải không con? Bây giờ mình thở rồi, để
lo tu hành cho sớm, hầu gọi rửa cho nó mau đó, như vậy đó. Vì ánh tiết trời hôm nay xuyên qua bên đây rồi, xuyên qua bên đây rồi, không còn chiếu ngay cái đường cũ nữa. Thì giờ mình phải thay đổi hết, mình phải thay đổi hết đó, như vậy. Chứ không ngó tay, không ngó chân, không ngó đầu, không ngó cổ, không có nhà cửa, không có gì hết trơn. Cái chỗ tạm trú, tạm bợ một thời gian, chúng ta sẽ lên đò đi về quê cũ. Thầy hỏi một câu nè, vui khỏe không? Con vui đó, con đi làm mệt đó, con làm về mệt mỏi hay như thế nào nó vân vân, mà con vui có khỏe không? Vui, khỏe, khỏe nó mới vui. Còn buồn, buồn mệt không? Mệt. Đi chỗ khác đi nha, bữa nay tôi mệt lắm rồi đó, đừng lại đây, đã buồn, hiểu không? Buồn vui lẫn lộn. Cho nên hôm nay đó, thầy muốn tặng cho tất cả quý vị vừa học vừa đây cũng phải xuyên qua với nè. Vui, xuôi hướng. Buồn, khổ. Buồn là khổ. Vui, xuôi hướng. Thầy cũng cúi đầu, xin ơn trên ban phước lành cho tất cả các cụ, các ông, các chú, cô, em được dành sự bình an cùng là sư cô Hồng Đức. Trong buổi này thì bữa nay cũng như là ngày lễ của Đức A Di Đà. Như vậy thưa thầy, thầy có làm lễ ở đâu mà để chúng con lại không? Lại trong lòng mình niệm Phật A Di Đà, nhắc cho mình nhớ là cái ngày lễ hay là ngày vía của Đức A Di Đà, chứ ngày cũng không biểu mình làm rộng ra, không có biểu. Mà hồi nãy giờ thì mình nghe cũng Đức A Di Đà nè, nè thấy không? Nè, vậy thì với lại thầy nhắc lại quý vị, thảo lược là quý vị để mà tu cho nó kỹ lưỡng hơn chút xíu. Đó vậy. Vì ở đây người nào cũng là giữ giới rồi, không sát sanh hại vật rồi, là một. Thứ hai là biết đạo hiếu, biết tu hành, biết hết rồi đó. Giờ chỉ còn cuộc hành trì. Nhưng thầy có nói ở đây già rồi, ba vị này cũng đỡ. Đây, 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 khó mà làm công chuyện vượt qua. Người ta lại rinh phụ cái cây đó mà già rồi đứng không được. Còn mấy em bé nó sốc, nó rinh lên thì nó được nhiều hơn mình. Rồi mình được nhiều hơn nó cái khác nữa, chứ không phải nó xính vậy. Thành ra bây giờ già rồi cứ thanh tịnh niệm Phật. Quý vị biết ai niệm không? Dạ con niệm. Đừng niệm chỗ này. Linh quang niệm. Cái linh quang niệm, linh hồn niệm. Chứ mình có cái không niệm này. Nam Mô Di Đà Phật không có. Trong cái tâm linh đó, mình quan niệm tới Đức Phật A Di Đà, lúc nào mình cũng quan niệm tới Ngài. Đạo nào cũng minh vực, chứ đạo nào hả thầy? Thiên Chúa giáo ở đây kìa. Đừng, thầy xin hết. Hồi nãy giờ có nói với tất cả quý vị, đừng ế ố đạo nào hết. Mà đừng có ngợi khen tôn trọng, mà đừng móc môi đến nội diện của ai hết. Bây giờ mình cứ đạo Phật thì mình cứ niệm Phật, niệm Thánh, niệm Thần, niệm Tiên, mình cứ tu ăn chay niệm Phật. Điều đó là vượt tầng cao cả lắm rồi đó, chứ không phải giờ đâu. Đã người ta quyết định nhập môn pháp tu hành rồi là kể như không ai ưa, mà không ai thương. Chỉ có người nhập môn với mình thương mình thôi, vì họ trong nghề, họ biết được cái nghề đó. Còn không họ ghét. Vì mình không có đeo vàng với họ, không xe hơi kheo cổ, không nói bừa bãi, đu mẹ đu cha này kia nọ, thành ra nghịch trở lại, ngược trở lại. Cho nên Phật nói mình phải đi ngược trở lại, để ta tháo mưa. Rồi mình còn làm cho người ta không mưa nữa sao? Mình trốn, mình biến mất, mình biệt dạng đi quý cô, để lấy cái tinh thần trở lại, lấy cái linh hồn trở lại, lấy cái tâm linh của quý vị lại. Chứ không biết bữa nào đi nữa đó. Như vậy đó. Rồi đi với ở, mình có suy nghĩ không? Không. Đừng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ đi với ở gì hết. Cứ mài miệt, cứ tu, cứ niệm Phật. Ngày sáng tới chiều mình kiểm đúng mình làm, sai không làm. Mình đã biết sai rồi mà mình vẫn làm, vì điều tra ra thấy Phật lý, đạo lý, tâm lý, chân lý,
cho biết rằng mình sai mà mình không hiểu. Tay này vẫn nắm làm tầm bậy, mà trong này nói đừng nha, mình cũng vẫn làm đại làm rùa. Cho nên cái đó là ngục tù ở thế gian này là mình phải bị. Còn nếu mình biết được rồi, không làm. Không, không làm. Ngày xưa tôi không biết, bây giờ tôi biết rồi, tôi không làm nữa, không rút đơn đi đi làm gì nữa hết. Và không kêu réo cái gì nữa hết. Nó mất công lắm, nghe không? Để an dưỡng nè, thầy không có tụng kinh thường, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội. Tiếp nữa, tiếp coi cho Quang Như Lai nói như vậy. Sao đọc lại câu đó đi. Nam Mô An Dưỡng Quốc, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Với Di Đà Hải Hội Vô Lượng, Vô Lượng Quang Như Lai. Thì mình dịch hậu cái đó là mình thấy tu, tu. Rồi pháp giới chúng sanh tề thành Phật Đạo nằm trong cái đoạn nào? Sao vậy? Sao Phật bị giữ giới pháp chúng sanh? Chứ bây giờ của Phật, ông Phật lỡ đờn cho ông nghe sao? Rồi múa rìu qua mắt thở sao? Giữ pháp giới chúng sanh, giữ cô, giữ đây nè. Chúng sanh là mình giữ pháp giới. Pháp giới là phép. Giữ là ăn tiếng nói cho tốt đẹp, không được bừa bãi nói với tất cả các bậc vật vị này, là pháp giới chúng sanh. Pháp là phép, giới là ai? Giới chúng sanh. Chúng sanh là Phật chưa thành. Đây, đó, tề thành Phật Đạo. Chứ không có gì lạ đó. Nha, phải cố gắng như vậy để thường thục nè, để kiểm tra nè, hằng ngày vui lắm. Dạ thưa thầy, sáng nay con buồn, tìm ra có nguyên nhân nào mi sẽ buồn đây? Tìm. Dạ, không có tiền mua gạo con ăn, cũng không buồn nữa. Đây, bây giờ không có tiền rồi mình buồn, cái buồn đó nó có đem lại cho mình không? Không có nữa nha. Vậy đó, thì không nên buồn. Dạ thầy nói vậy chứ con buồn gần chết. Thì bởi vậy cho nên ta bà khổ, ta bà khổ, an vui cực lạc vẫn nhàn vui. Tây phương á, mà thầy nói an vui cực lạc á, thấy không? Thì bây giờ quý vị thấy lỡ hết rồi. Lỡ hết rồi đó. Cho nên thầy mới rao giảng lên là lỡ sông lỡ biển chưa lỡ con, lỡ làng đồ làng lỡ rồi trường tồn được không, lỡ rồi phải chịu long đông, lỡ ta xa cõi thinh không xuống phàm, lỡ núi đảo thành làm đạo lý, lỡ rồi cho thầy chỉ ráng về, lỡ rồi ta quá ô mê bây giờ nhờ Phật cận kề tránh sân, lỡ quỷ rồi lại lỡ mang, lỡ mang mà như vậy được ai mà biết không, lỡ đàn bà rồi lỡ đàn ông, nhìn đi quý vị chứ thành không gian gì, lỡ Phật rồi lại lỡ thầy, lỡ ta mà xuống thế chưa kỳ này tai ương, lỡ ngó rồi lại lỡ đường, lỡ phố lỡ phường sắp tới nghe hôn, lỡ thì nhắc linh hồn cố gắng trụ thường đi rồi đặng hưởng nhờ cảnh khuya lẳng lặng như tờ dọc tùng ngồi dậy rồi tay rồi thấy chưa, lỡ thân phận muối vừa qua bữa, lỡ rồi trò ai chữa được mình, lỡ rồi đừng có cầu xin về đi mình ví như con tin chứ nhiệm màu, lỡ rồi con đôi câu thầy nhé, lỡ rồi cho thầy bắt chơi nhịp cầu, lỡ rồi qua biển chớ sâu về đi rồi suy nghĩ rồi lỡ câu thôi nguyên. Dạ bà cũng hay uống một miếng. Thì bây giờ thầy tiếp tục nha. Nãy giờ chỉ là rao hàng, rao giảng chút. Thì bây giờ thầy sẽ cho quý vị cái này. Thì quý vị
Hồi nãy giờ thì nhiều lắm rồi, nhưng mà kết thúc thì lấy cái đoạn sau cùng này. Đừng ghét nghe không? Đừng buồn nghe không? Đừng vui nha không? Nè, ghét, buồn, vui. Chết rồi. Con thì biểu đừng có giận, đừng ghét và đừng buồn. Dạ khổ quá mà thầy, phải buồn. Dạ thầy ơi, con có được 100 tỷ thầy, xe cổ này kia nọ, con vui quá. Vui chi vậy? Hay là con có nhiều người bạn á thầy, đến cho con hay chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mách bảo chuyện đẹp lắm chỗ này chỗ kia, hay là phải đi cúng dường, hay là phải đi bố thí, hay là phải nhập bọn với người ta này kia đó, hay là con cái con hay là gì đó nè. Đây 4-3 cái chữ nè. Này ông Sáu nha, ông Sáu ông Biên đó. Cái ghét này đâu quý vị, nó sanh ra cái thù. Sanh thù. Mình nuôi con gà ghét này nó đẻ ra thù. Đó. Cho nên bây giờ về không ghét nha không. Có giận giận hơi hơi thôi nha không. Cô Hai, cô Mười và tất cả quý cô ở Bình Vương nha. Không được ghét nhiều. Rồi buồn. Nè thầy chỉ nè. Hãy ghét thì sanh thù, buồn thì khổ, vui xu hướng. Chị, trời ơi bữa nay chị lại tôi vui quá, có gì không chị? Chị chỉ tôi nghe đi, thầy nói chuyện bình thường nha. Cái nói trời ơi tao gặp đó, nè, trời ơi mày lại coi, tao dắt mày đi nha. Ừ, ngày nào, ngày mai ha, để tôi cho mấy trẻ hay ha. Rồi tôi kiếm chút xíu tiền tôi đi với chị nha. Đó, xu hướng. Đi lại đó không có gì. Đi đó thấy tầm bậy tầm bạ. Mình là người tu mất đạo lý, mất chân lý. Cuộc hành lý của mình nó mang sẵn mình dục rồi. Còn về đời thì thầy không có dám nói. Họ ghét, họ buồn, họ vui gì, dữ lắm. Buồn là khổ. Cái người buồn là không có sung sướng được với cô. Dạ con tôi nó mới mất, thấy không, khổ không? Dạ tôi mới bị giặc cướp vô nhà lấy mấy tỷ bạc, thấy khổ không? Dạ tôi quánh con tôi mà nó chửi lời tôi quá, tôi buồn quá. Đó, nó có nhiều trăm muôn cảnh khổ. Cho nên hôm nay thì mình không được, không được ghét, không được thù, không được là vui gì nữa hết. Đi người tu đừng có vui quá, không được. Mình phải bình minh, bình đẳng. Thì bữa nay hết bài rồi đó. Thầy xin kính tặng cho quý vị. Đừng buồn vui lẫn lộn nữa. Mà bài này là khó mà ra lắm. Về ghét, buồn, vui. Nó như vậy. Đừng bao giờ buồn vui giận ghét, nó lẫn lộn trong người của mình. Về thanh lọc sớm. Được thì sư phụ cho đi sư phụ, còn bằng không xếp lại. Đó như vậy. Thì hôm nay thầy xin vui mừng mà được gặp đạo mà ở Bình Vương nữa. Nói vậy đó. Thì chúc lành cùng là ráng mà tu bộ, ráng tu sửa, ráng học tập thêm bài bổn mới. Để mà chúng ta tiếp đón Đức Di Lặc Kiên Phật sắp ra đời. Ai cũng muốn thấy già đời tân dân cùng là hội Phật trời đã lập. Lập ở đâu vậy thầy? Thầy chỉ mới nói sơ sơ mà bệnh bữa nay là đem bệnh viện rồi đó. Thì thầy không dám nói được. Nhất tà lơn, nhi thất sơn. Một vùng đất lạnh, một vùng đất đá đen muôn triệu ức ngàn năm vẫn còn sờ sờ đó. Tại sao? Tại sao dùng đất ấy không trồng cây, không thành lập miếng vườn, không mở công ty, không làm những chuyện đó mà để chi cục đá đó mấy triệu năm? Và những cây bách tùng bằng cùm giò cùm tay thôi mà sống 1 triệu năm, mà một cây 2 cành bách tộc, tộc bách 2 anh em đau lưng với nhau để sống. Thì quý vị, bây giờ thầy xin kể chuyện đó. Đó, vậy đó. Thì hỏi gì chứ cái cây mà nó còn nương với nhau nó sống mà. Nó sống. Một gốc mà 2 ngọn. Còn cái vùng đất đó, sau này quý vị đi qua nó thênh thang rộng. Tòng Sơn Tự. Và ở Thiên Lang Khẩu Bút đó, thầy có ra sách. Cục đá nó đen, đen gì? Phải không có? Yeah. Đen gì? Yeah. Nó sần sượng, nó nằm, nó đứng, nó đi đó, nó ở đó đó. Có khi nó làm cái cầu, khi làm cái cổng, khi làm bộ dán, khi làm cái ghế, cái bàn. Xa xa vậy đó, để mình đi đến đó, đi nghỉ ngơi. Những ông cọp tối ra đó nằm nghỉ.
chơi giỡn, rồi về nghỉ nơi chỗ. Rồi người tu đó đi lên đó tham quan là người tiên á chứ không phải người tu. Người tu cũng đi cũng được đâu, người tiên mới đi được. Nói như thế. Thì bây giờ đó là thầy tả cảnh ở Tòng Sơn. Nhưng mà bây giờ chưa nói, thầy biên cái này hình như không cho. Không cho, không ra được. Thì bây giờ xin kính tặng quý vị một bài. Lớp học cuối cùng. Lớp học cuối cùng. Cuối cùng rồi có một cái lớp học này. 2 tháng không chừng, 3 tháng không chừng. Khi nào có sức khỏe và nhớ ở tại trường thì con đã về. Thầy có để trong cái một hay câu lập trường an quấn dạy con khờ. Thì đây là lớp học cuối cùng. Mà thầy có phải ông thầy giáo không? Không phải thầy giáo. Mà thầy là một người bần sĩ, một người nghèo khô nhất, đau khổ nhất nhiều kiếp đời đã dây quanh trong cuộc sống, trong cuộc đời nơi miền Nam nước Việt. Nhưng có ai biết được không trò. Bây giờ tìm mãi đi có không có còn ai dám xuất hiện trong một thời kỳ này. Vì thời kỳ này ta sao vậy thầy? Thời kỳ ma quỷ lộng hành bao dây khắc nghiệt, rơi xuống vị nào thì bị nuốt hết vị này. Cho nên thầy phải dạ dạng, thầy phục dạ dạng. Nam thầy không phải nữ đâu, nhưng thầy phải nhờ các vị đó tiễn đi là phải người nữ, già độ hết bên nữ nè đó, để đi về. Vì tất cả các vị có hứa có nói mà đó vậy. Cho nên còn có một vị chứ không giỏi gì đâu, rớt xuống đây rồi bây giờ về cũng không được, ở thì cũng không yên. Nói vậy cho chúng con, ở thì phải bệnh hoạn, bị tất cả, bị đe dọa, bị đủ thứ, nhưng vẫn yên lành để lo cho tổ quốc, để dân chúng gây dựng được sơn hà rồi thay khỏi chất bằng non. Thầy mừng đồng đạo chúng con sức mòn hơi mòn còn về chốn Trường An. Bình minh chưa được khai hoàng, con ơi lớp lớp hàng hàng chết queo, chứ bây giờ thầy lại nghe theo. Lý trơn mà nắm chặt, rồi rừng đèo rồi sông mở phán. Lỡ xuống tới Nam gia tài quốc, lỡ cho thầy mình giấu cất xác xương. Phè phàng chi hỡi chớ muôn đường, để quỷ ma lồng lộng rộ ma dương chứ lộng hành. Hay có Phật có ranh ma quay, thầy biết rằng thầy lái con thuyền nhỏ nhoi thấy khổ rồi triền miên, mà qua biển lớn chớ bình yên được nào. Tại thì mới miệng lại kêu gào, ơi ơi ba tánh đồng bào động tay mau về cho kịp sửa xây, mấy trời đã đói kỳ này là thôi. Về đi chúng kề rồi không biết, nãy mai đây trời diệt không hay. Nhìn rồi mấy tạo đông tây, nếu ai mà tu niệm ráng sửa xây cho tròn thì mới được, mới còn tồn tại. Đừng buồn vui lại bái tâm mình, ngày mai ra tới sừng trình không già không trẻ giống in như nào. Thầy xuống đây phải gào phải thét, lạnh sử rồi phải dẹp mây mù để gần đảo để gần ngự tu. Con ơi muôn cảnh mà muốn thu nào tường, kinh lực giảng cả rương cả thung, còn thầy mang ắt cũng trong tâm. Chúng sanh nghĩ quá sai lầm, ở đâu mà kinh kể ráng tầm cho ra. Kinh
không tự do ta đang chưa. Hồn lần lần đứng giữa trung minh, biết rằng khôi phục Nam Định vua về mà dân chết và một mình buồn hiu. Giờ rồi rảnh thành thầy kêu không biết, tới đĩa cầu quay xiết làm sao, như đờn rã nhiếp từ tao thấy rồi chán nản mà làm sao thầy về. Bỏ không được mà về không được, ở nơi này nước ngược phải chèo qua nhiều khúc vịnh hiểm eo. Con ơi học lý thầy chèo đưa cho, đừng có sợ nay nó mây đói. Chỉ còn nghe tiếng gọi thánh nhân thì dù giàu có cơ bằng, con ráng niệm Phật, Phật gần Phật ban. Vì mình xuống trần gian nhiều kiếp, mấy trăm đời mấy kiếp biết chăng, biển trời con được chịu trôi lăn, khổ đau mà lẫn hụp tròn trắng như vậy. Nhìn tự coi cảnh này đâu sướng, căn tiên không à bị vướng phong ba, làm chi ở cõi kia cà bị mang mà xuống thế đậm đà muôn thu. Chớ xưa cũng người tu như chung, tại phạm gì hưởng dụng chút thôi thì là mình phải xa ngôi xuống miền mà chịu đựng. Ôi thôi lâu đời, vợ con ráng con thời nghe đấy, vì kiếp này dùng vậy nghe không, không còn kiếp nữa chị ông, chỉ còn kiếp chót đông đông ráng gình đời biển khổ mình mình. Thầy khóc chịu rất nhiều lăn lóc hiểm nguy, con về hãy ráng tu đi, tu từng bước đứng bước đi bước ngồi, đừng có bỏ. Ôi thôi khổ lắm, chết nữa chừng rồi gẫm si sao. Con người như giấc chim bao tử đây rồi thấy như rau cua càng, người đang bị sải sàng không hiểu, còn bày ra nhiều kiểu thiết cả. Ta thấy chưa lửa đốt cháy nhà, lửa trời thiêu quỷ rồi ta bà biết thân. Giờ còn thầy thầy phân lý lẽ, dưng lệnh trên thầy sẽ lâm phàm, trốn chui trốn nhủi nhà lam. Đó là u quỷ đang làm đang sai, trên biết trước nên đài xuống thế. Thầy hy sinh vô kể nghìn thu, biến thân công cho biết tu, biến hình biến dạng công phu rừng buồn. Về đi con điên cuồng thầy dặn, biển trần gian lội lặng ngâm ngầm, con còn chỉ có chân tâm ráng mà gìn giữ âm thầm, đừng phai quả kiếp trước mình dai ráng trả. Lại Phật ơi con đã mỏi mòn, xin Phật khổ độ cho con, cho con bớt nghiệp chứ quả mòn. Đặng tu trăng đăng sáng sắp lũ đó đầu, nay ngồi đây mai dạo chỗ nào, hay là biến mất sông nào, sách thân còn phải chìm ao bùn lầy. Hồn linh thử về đây về đó, mình biết không có rõ hay không, còn cha với mẹ trong trong chết bao nhiêu tháng chứ bóp bao nhiêu dòng, còn nguy 100 năm còn thì địa ngục. Chờ bây giờ kết thúc lâm sang, cụ cha cụ mẹ lẹ làng, nếu không mất kiếp gian nan thảm sầu. Cha mẹ chờ con đâu tu niệm, Phật thả ra ô yếm từng giờ, một kiền liên nên việc nên thơ. Thấy chưa con trẻ hiện giờ khổ đau, mình tu niệm lao đau lận đận, cứu mẹ cha đừng hận đừng buồn, đừng vì ức triệu vàng muốn.
mình tu mình nhớ chứ cội nguồn không suy. Thầy bảo con về đi gấp gấp, ngày nay đây trời sắp định rồi, vô sổ hết thảy con ơi, trời tru đất diệt phục hồi làm sao chờ đợi nữa. Lâu máu vị trẻ 70.000 năm con sẽ thấy nguy, bao năm mới lập án kỳ, ngày nay sự việc đã nguy cần rồi mà dân chúng không ngồi tu niệm. Thầy thấy buồn, thầy bệnh, thầy đau bệnh cho bá tánh đồng bào, tại sao bận rộn đau sao còn hoài không quay bước Như Lai lại Phật, hỏi tấm thân thành bậc siêu phàm, hiền nhân chân chính mình làm, bỏ đi cái dữ nhảm đàm ngày xưa thì thiền đạo thầy đưa qua bài. Chúng con ơi đừng cãi tội trời, thầy mình nói chuyện hết hơi, phiền dân phiền chúng nghe lời đặng tu. Tu dẹp ác mấy mù nhiều kiếp, tu thiệt chân mới kịp mấy rồng, đắng mà cứu tổ cứu tâm cứu cha cứu mẹ cứu dòng giống tiên. Tỉnh đi con bình yên tại ngoài, ráng đi trò Nam Hải ráng cầu, Phật bà không bỏ con đâu, ráng mà tìm kiếm tâm sâu dịu dời, kêu bà ơi Quan Âm cứu thế, cô cho đời diệu kế quỷ ma, chúng con gần lọt giang hà, Quan Âm Bồ Tát Phật bà cứu nguy, lại bà ơi cứu đi con trẻ. Hộ cho con mát mẻ vui tươi, đặng con cứu giúp mọi người, tập theo tánh Phật tự thừ thành thân. Thấy như vậy nơi trần thầy hộ, quá trời kia gần chỗ rồi con, nhưng mà sức món hư mòn làm sao sống được mà còn lung lay. Ai được sống một ngày là quý, ai được còn hơn tỷ hơn châu, đây rồi đổi quả địa cầu làm sao mình biết canh thâu. Bớ trò đang sụp đổ rồi dò rồi thầm, bể chỗ nào suy gẫm không hay, nhưng mình còn sống phút giây vì mình dâng lĩnh Phật thầy đặng tu. Dâng lĩnh Phật dù ngu cũng khôn lại, ráng đi con không bái không quỳ, đi làm đứng lại cũng ghi, ráng mà niệm Phật từ bi rau dồi thì trong giả con ơi sáng rạng, tội thì nhiều cũng hạn cũng cho. Bây giờ còn sát ráng lo, để rồi chết ngất lên đò được đâu. Thầy khổ lắc đầu khổ sở, ai nâng ai đỡ cho mình, tại sao mình chẳng có tin, tin thời có Phật chí tình thân thương. Chịu bao cảnh do sương nhiều kiếp, nay quân tàn có dịp tới rồi, bây giờ đại hội con ơi xử phân tại thế hết rồi Phật ra. Chúng sanh liệt như là cây gỗ, còn hận thù máu đổ xương rơi, thấy mà khổ sở tới bời, người tu ngó thấy vậy thời đau thương, kẻ hung dữ làm đường nó đến. Còn người tu bờ bến không xa, người tu nghe thấy vậy mà chắp tay mà niệm Phật cho Phổ Đà liên miên. Còn kẻ giữ không hiền nó tới, rồi nó thay rồi nó mới đổi thay, đầu kia nó cũng đang bay, xương kia thành cốt thì hài ra trò, đây sắp tới ráng lo nghe đầu. Không cưới chứa cơm chứa gạo chi nhiều, chứa đức ân lại biết nhiêu, ơn trên đã phủ thấy sớm chiều hết trơn. Đừng kêu bá tánh đừng sờn, đừng kêu cô bác thua hơn làm gì, ráng học
giáo đạo Phật đi học cho mà rạng rỡ, chứ từ bi sao nhờ đợn kêu vô bến vô bờ. Đây rồi mấy nhật tay rờ không ai, tối tâm trời đất không lai. Thầy đã biết trước nên lai nên cuồng, đợn kêu đất thảm chứ trời buồn, đợn kêu di lạc sắp vỡ tuồng nay mai. Đần kêu bệnh tật dài dài, lớp đói lớp khác ăn mày không tên. Đần kêu sao lại lại quên, tỉnh đi rồi hỏi Phật kệ bên chưa hỏi trời. Đần kêu có miệng không lời, ngày nay giàu có mai thời chưa ăn xin. Đần kêu phải trọn nghĩa chứ bố kình, bây giờ thầy nói rồi thầy xin tống đường. Đần kêu trời hãy bất lương, chết thôi mà vô số chỉ dạng đường treo queo. Chết nằm như chuột như heo như bò như chó, tại gieo ác rồi từ đây con trẻ ráng ngồi, ráng cầu nguyện Phật mà đắp bồi cho dân. Nguyện xa rồi lại nguyện gần, nguyện Tảo nguyện Tần cũng ráng nghe chưa. Không nên ghét chúng bậy bừa, vì chúng làm tội sớm chưa phải đền. Tay nghe văn vẳng kề bên, ai là đồ ai khóc ai đền tội kia. Đền kêu chút nữa thầy về, dân ơi tu gấp kia kìa, ta vui đặng ta trở lại không bụi ngùi. Bỏ phàm về Phật cho nguôi khốn nàng. Tai nghe mà dân dẫn sớm làng, chết gì mà lai láng chứ chạng ngang khốn cùng. Chết ôi thấy lại lạ lùng, tự nhiên mà chết trong mùng mà chậm queo. Tỉnh đi trò ráng theo lục tự, là sợ dây kéo hỏi rang say. Chỉ có niệm Phật ngày ngày được ra cửa ngục mà được rài thăm muôn. Ráng niệm Phật dù tu có ít, niệm mau đi không dịch nghe chưa. Niệm Phật tỉnh dậy sớm trưa thì thầy gặp chúng, thầy đưa chúng về hào quang Phật xum xê chói sáng. Không có mua có bán đâu, con về đi niệm Phật cho tròn. Đừng buồn đừng giận nghe con, thầy đề niệm Phật đi còn về tiên cảnh. Đừng hẹn ngày tôi rảnh mới lo, nay mai xuống biển xuống gò, mưa cao gió lớn bão to dập rồi. Ráng niệm Phật con ơi gặp Phật, ráng niệm tâm tài vật đừng ham. Niệm Phật bớ bớ nhà làm sao này đắc cái quả, cô đàm chứng minh. Giờ thầy thấy đoạn tình cốt nhục, ganh ghét nhau ngã gục bên đường, làm cho mất đất mất cơ lương. Như vậy thì sách nào để rồi trương nào gần, về đi con sở thần hiệp lại. Thầy bệnh này cầu bái ơn trên, biết rằng gian dối khắp nền, không ai nghe được tuổi tên của mình. Phải chi trước đăng trình học sử, thì ngày nay có chữ có tên. Bây giờ lại hỏi còn quên, làm sao thầy đặng đăng tên cho hỏi đường. Tỉnh đi con từ trương thầy lật, tỉnh đi trò siêu bậc phàm rồi. Nhưng giờ con ráng con ngồi học thêm mà bổ túc chứ dung mà bồi lý trơn. Bây giờ dù có học có tu mà được như thế này rồi thì quý vị
có gặp được bậc thiền nhân thì cứ đến đây, thầy sẽ thay mặt tất cả các vị để còn nói được thầy trao đổi cho quý vị, cũng như hấp thụ tinh hoa và hấp thụ thêm tất cả các con và các chú bà anh em của mình để rồi tiến đạo. Sự việc hôm nay có nhiều vị đang cần gặp thầy lắm, không thể gặp được vì thầy đã lẩn trốn mất mà, thấy không? Còn tất cả mọi vị muốn gặp chừng nào điện thoại hoặc nhắn tin xin là đến liền gặp kỳ đó. Thì bây giờ trong phút ra đi đây cũng có cảm ngăn đôi sự, như hôm sau đâu thầy không có cầu kỳ bắt quý vị phải mặc áo tu chuông mỏ hay là đem tất cả vật phẩm lên để cúng bây giờ đấy. Cho nên Đức Giáo Chủ mới nói nhớ không, nhớ cái câu mà đăng đèn đèn nhang đó, nhớ không? Nhớ không? Hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu. Đó, nói lớn lên. Hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu. Đăng tuyệt hương lui hả? Hương tuyệt hương lui đăng lui bãi phục cầu, có nghĩa là bãi là có nghĩa là đừng cầu nguyện nữa, mà đừng có bài ra này, rồi cứ tu liền, tu cho có gấp. Nó như vậy. Đó, còn bây giờ đó, nếu mà Đức Giáo Chủ rao, mình rao lại nói nhái, không phải đâu, không phải nhái đâu, cái câu đó là lưu niệm. Để đó, khi nào cần xài đó, thì thầy lấy ra. Đó. Ngài nói, tăng sĩ chúng thuyền môn bế cửa, tăng sĩ chúng tuốt cơm vàng lên ngựa sông pha, trả sông nở nước thù nhà, thuyền môn trở lại Phật Đà Nam Mô. Quý vị thấy không? Nói luôn tăng đó. Tăng là chúng, nói luôn tất cả thầy trẻ tuổi vào chùa để ẩn dương nương Phật. Thầy nói thẳng trong này có chứ không phải không có. Cho nên hôm nay phải tung mây lướt gió trở lại làm để cứu dân độ thế, để giúp cho tất cả già cả bệnh tật trong bệnh viện hay là một cách nào dân dân. Không thể nào mà trốn bỏ được. Đó là Đức Thầy nói. Còn Thầy nói, đừng trốn tránh mà tu nhé đạo, trốn đã trốn trong tâm ta giáo ta truyền. Ở bên ngoài phải thuận thiền tiên, làm để sống cứu yên đời mạc. Mưa đã đến sắp xa đầy cát, nở nào đâu tạm gác bỏ rời. Vào chùa am chuông mỏ ngáo chơi, dân di chung đối thời bình hoàng. Mình làm tốt từ bi có hạn, giúp hoàng dân biến cảng sông nguồn. Tới đây rồi đất thám trời buồn, chùa tắc lặng tiếng chuông linh khư. Tạm vắng mặt toàn thôi mọi thứ, trời kiểm tra liễu lự cho nghe người. Trốn ở đâu được phước đức dư, thì đừng sợ vui tư mãi mãi. Thầy đã nói trò đừng co cãi, phận làm người trai gái như như. Sự làm ăn mình được vui tươi, giúp được chúng là người hân hạnh. Bụi quân hạ còn đáng so sánh, người bệnh đau cứu cảnh được đâu. Đã thù hiềm oán hận cao sâu, còn bỏ chúng không âu nói tới. Phật đâu ở xa mình thế giới, Phật ở tâm khắp khởi có liền. Biết tu hành mình phải sẵn xuyên, để giúp đỡ người hiền kẻ khổ. Ta dâng lĩnh Thích Ca Phật Tổ, vừa tu tâm giác ngộ nghe trò, để cứu người đừng có bo bo. Sao dùng rủi bạc khó cũng mất, ta đi tu cứu người tàn tật, thì Phật ban không mất chút nào. Thành với si dinh nhục sang giàu, cũng như ý có nào đâu khác. Ở nơi thế mình làm Bồ Tát, mình không hay chớ dĩ rõ ràng. Bồ Tát kia cùng giới từ hàng, đem giúp đỡ chúng sanh từng bữa.
Tại sao tu lòng thành không chứa, hạnh từ bi mình để ở đâu? Lúc này đây dân chúng răng rầu, mình phải chịu đương đầu cú thế. Dù quỷ ma đời tàn quỷ kế, không sao đâu con ráng thi hành. Đạt quả rồi mình được công danh Phật mình thành được Phật. Công danh phàm tranh giành cũng mất, mà nay mai bị tật bị nguyền. Tranh làm chi mang quá của tiền, rồi bị đảo bị điên cũng rủ. Sớm quay về đất tiên Phật cụ, lẹ đi con bá chủ là ai? Là Phật trời, chư Phật chớ ai. Còn thầy tổ khẩn này từ bữa, lửa đang cháy lấy gì cứu chữa, nước từ bi để rửa tắt thôi. Hạnh người tu đi đứng nằm ngồi, phải thương xót dân ơi mới phải. Còn mình tu mình ăn bạc đại, hỏi làm sao chúng cải đặng tu. Mắt của người đi thấy dậy mù, nhìn thấy rõ người tu giá dối. Hôm nay đây thầy nói sao môi, chúng con ơi gỡ rối tự mình. Nghe lời thầy con giả ăn xin, tâm con tốt trắng trinh chu đáo. Đó là Phật là hoài là bao, là phép tiên con rõ được chưa? Nếu hiểu rồi không sớm thì trưa, thuyền Bát Nhã thầy đưa qua bệ. Tu đắc quả con ơi không dễ, phải hy sinh lấp bể không lường. Đem thân mình là một tình thương, làm tâm khảm làm đường cho chung. Ai cũng nói tu tu thấy đúng, nhưng lục rồi hưởng dụng không người. Kể từ đây phước báo ân dư, nhắc đồng đáo từng người lớn nhỏ. Không phải mình nay chuông may mọ, có cũng vui không có không buồn. Miệng đường lành đất Phật đi xuông, con nghe thấy cội nguồn rồi biết. Thầy kể chuyện dù tay có điếc, mắt có ngươi thấy việc cận kề. Đây hồng trần diệt hết cảnh mê, đem sự thiệt rồi về với Phật. Đừng có sợ nay còn may mất, con ơi con phải tật phải nguyền. Nếu mà tu trả được quan khiên, tội dù nặng dù liền cũng hết. Không lo tu kéo dài lê lết, nợ cũ kia không trả dây thêm. Dây nợ mới kìa nắng nỗi niềm, nặng gấp bội làm sao trả được. Giờ thanh tịnh con nghe một thước, ráng trì tâm quán nhớ nghe trò. Học ổn bài phải ráng mà lo, đừng đi đến cũ kia rồi tật. Lối cũ bỏ đi con, hôi vất. Tạo cảnh đời tu tập mới màu, đoạt đạo rồi là ánh trăng sao. Nghe bần sĩ một câu lưu lót, phàm con thấy nước kia cáo bọt. Nước từ bi trong giấc trong ngần, con lọc từ lời nói miếng ăn. Dùng tư tưởng là xây hồ lớn, chữa nước tình con ơi đừng hận. Trời cho con sao cứu những loài, sống đi cụ, sống đi người, sống đi đặng mà coi. Coi cảnh Phật còn coi tiên báo, coi trái đất, coi người ngây thầu, coi mùa màng hoa dạo nở trời. Tỉnh đi con, rất hỡi dịu dời, thầy chịu khó mở lời cực khổ. Vì dân định đức thầy Phật tổ, mới lâm phàm giác ngộ cho người. Nghe không nghe, mặc kệ nghe ngươi, trò hiểu được tâm tư không muộn. Ai có tu như là miếng ruộng, dọn sống rồi gieo giống bồ đề. Không bao lâu nó nở sâm xê, mình gieo đó thì mình được hưởng. Tu đừng có mong sao sung sướng, mở ra thì bị dướng phong ba. Phật đã cho mình biết kia cả,
tu là khổ, có mà kề tới. Thôi chút đau nó miền thế giới, ráng học tu đời mới gần kề, bổ túc thêm để có chuẩn đề, để du khách không mê không tịnh. Bổ túc thêm đi con đừng liều lĩnh, kiểm trong mình rồi đính rồi phân. Việc hồng trần đừng giả đừng chân, nhớ thì dặn lần lần thì tới. Chấp nhận khổ ở trên thế giới, Phật thấy rồi con hỡi hiểu chưa. Thấy từ đời kiếp kiếp dây dưa, nên sanh biến quá thừa sức thế. Ngày nay rảnh thầy đang ngồi ghế, chỉnh phúc hầu thầy kể lớp tu. Chân lý mình sáng tỏ không lu, đừng để chúng cần cù khi về. Mình tu niệm biết bao mà kể, nhiều đời đời kiếp kiếp hiểu chưa. Đừng để nay mất gió mất mưa, tắt lặng hết sớm trưa quan uổng. Còn cái kiếp của mình chiều chuộng, không có lo tu niệm là lo. Để bảo tàng kho báu Phật cho, đừng hủy hoại rồi ai cho mình được. Bảo tàng Phật ở trong tâm phước, đức gieo trồng mới được nghe con. Có bảo tàng không gìn giữ cho tròn, đem quăng dục là con phạm tội. Học bổ túc lớp này nhiều nỗi, ráng đi con cởi mở lớp phàm, đặng trở về chiến thắng nhà Lam. Nam quốc Phật Cồ Đàm chứng kiến, sát thân con thi rằng cống hiến, nhưng bên trong mùi miếng Phật lai. Chuyển pháp lưng đắc đạo một ngày, con cố gắng đừng phai đừng lợt. Một điểm một đừng cho hao hớt, nói một lời tới chết mà thôi. Tịnh nghị si con trẻ than ôi, đức cao cả như đồi như núi. Những đừng nhắc thấy chi trong bụi, nó mặc tình của nó để yên. Còn ta tu sẽ được siêu miền, sẽ cực lạc giảng sanh tịnh độ. Ráng đi con đi thuyền đi bộ, ráng nhanh đi cũng tới kia kìa. Hạnh trao dồi là một tấm bia, đừng để chúng bên kia chữ bới. Vì ta ở khốn cùng thế giới, chịu cực kỳ bao kiếp rõ không. Làm con người được như vậy, trước nữa làm gì vậy thầy? Làm cá lồng tông, làm con tép, tép mồng tép mũi, tớ làm chuột làm trù làm ruồi, làm con hu nai hỡi bò trâu. Tớ chuyển đi cổ thủ rừng sầu, rồi quá đá biết trăm mua ngàn thực. Mới chuyển được là người quá cực, được tiền sanh làm chúng như vậy, làm thiên hạ rất tuyệt rất hay. Sao không ráng làm tiên làm thánh, được con người mình đài mình quanh. Mình mê vàng mê ngọc giả trân, còn thịt da hồn vía các phần, do Thượng Đế mẫu thân tạo lại. Nay thì kể có trai cùng gái, ráng tầm theo để hái qua trời. Kiếp đi con đừng nghĩ tả thôi, dù hao tổn gì thời cũng được. Phật đã cứu mà còn cho phước, đạt dẫn về nơi được mười phương. Cảnh ta bà hết khỏi dấn dương, về cảnh Phật đâu ai thương ai ghét. Người trầm ngâm như dao mục xét, nay được mài sáng rạng đem về. Tỉnh đi trò, đừng có say mê. Thầy độc giảng nặng nề khổ hồng, không sao đâu nghiệp đời đừng cộng. Thầy xin con đừng mộng đừng mơ, đừng gieo chi nợ mới bây giờ. Khó mà trả kịp thôi mất kiếp, ráng hy sinh cũng như bìm bẹp.
Thầy kêu hoài nước lớn nước rồng, thấy chưa con đặng cứu tổ tông. Đang địa ngục khóc rồng chờ đợi, mình mù thọp mình đâu có thấy. Bị say mê tiền giấy dòng vàng, quên đức ân, quên bạn, quên vàng, quên tiên tổ, quên hàng chư Phật. Kể từ đây ai còn ai mất, con ráng tu tịnh thật nghe trò, để rồi về thế giới tự do. Về tại thế chứ không có đi đâu xa lạ. Nếu mình biết nắm buông hỷ xa, mình tha người Phật đã tha mình. Thôi chúc lành các bậc thơ sinh, mau tiếng lót để nhìn cho kỹ. Đấy mới mới sinh trên quan hỷ, đất trời ơi chúng bị tù rồi. Tha mọi người đức hạnh dung bồi, cho các bậc được ngồi thanh thoảng. Niệm kỹ tới thầy thấy đây đó mòn, mòn hết rồi con có biết chưa. Còn thiêu thân không sớm thì chưa, chết rất lạ trò chưa có biết. Bệnh đau cũng thấy thôi không tiếc, vì bị trời tiêu diệt cận kề. Nếu tỉnh giấc nồng con cứ chớ say mê, thì thầy độ thầy kề rước hết. Bụi quân hạ ráng về đoàn kết, đừng có rầu mình chết nghe chưa. Chết hay không do lệnh đại thừa, mình còn sống sớm hôm lượm lặt. Phước một chút cũng đừng nên nhắc, không bỏ nghe đồng đạo của thầy. Tội chút nữa nè, nó đã bao giây đừng có dướng, tội gầy quá lớn. Còn phước tí nhỏ đừng nên háo hứng, giúp đỡ đi phước nọ càng tăng. Còn sự việc mình hãy nói năng, nói hiền hậu rồi tăng đức độ. Nghe cho rõ đi con sổ bộ, đừng lỗ lăng. Trên đã ghi rồi, chết giữa đường giữa xá con ơi. Không mình chiếu lọt thôi dưới biển, bị rừng cháy con còn ghi liền. Như cục than mồi miệng còn gì, thôi nghe thầy con ráng tu đi. Tập giữ luyện từ bi cho rằng, thì hết cơn mưa này nhiều bạn đến thăm con biệt giảng xá hình. Đừng sợ nghèo mình sợ mất tính, đừng sợ đói mình xin con Phật. Nghe cho rõ rồi về tỉnh thất, ráng đi con tỉnh giấc say nồng. Tới bây giờ gặp phải gió giông, mèo kêu tới rồi ông cô bác. Thấy mà khổ mình còn khí ngạc, chết độc ân độc giác độc gì. Đường đang ngồi rồi lái đứng đi, đang ăn uống rồi ghì xỉu chết. Con thấy vậy rồi la rồi lết, còn mê chi không hết phản hồi. Chúc đạo đồng yên tịnh an ngôi, thầy đã hứa bổ túc thôi. Lần nữa con phải ráng, dòng chậu chan chứa phải tung mây lướt gió học hành. Dù cách xa cuối bảy đầu gành, thầy còn sống phấn ranh có lẽ. Thầy dạy đạo cũng như bà mẹ, nhắc chúng con sạch sẽ vũ buồn. Đặng đi coi Di Lạc dở tuồng, nơi núi cấm tà lơn gian dậy. Ngày sau đó chúng con mới thấy, sống đi con xa bảy yêu chồn, thì mình còn cái xác cái hồn mới thấy rõ chí tôn xuất hiện. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay thì tuy trễ nhưng không trễ, những bài bổn sau cùng rất là tuyệt. Xin các bà và các vị anh em của mình hôm nay là một niềm vui nhất của thầy và niềm vui nhất của các bạn ở đây. Mình gặp được nhau như thế này, mình ghi trong tâm, nhắc trong tâm, thương trong tâm. Mình nguyện cầu cho các cụ này sống lâu, thọ mạng rất cao, cùng chúng con được mạnh giỏi làm để xin công Phật. Để tu, tu là mài, là gọt, là bào, cũng như cái giao lị mình đưa vô rõ ràng, không có gì ngại hết, nhớ không? Vậy thì bây giờ lỡ chuyến đò thì chút xíu nữa rồi tính sao cho tất cả các vị về bình an, nhớ không? Nhớ là
thầy đang chờ đợi, nếu nghe phone cho biết một tháng thì quý vị sẽ trở về đây để hấp thụ lại. Nè, mình để đồ mà không hấp nó thiêu hết rồi nha. Phải có tủ lạnh, phải hấp lại liền liền thì nó không có thiêu đâu, mà sáng suốt nữa. Còn mình cúi đầu mình làm hoài làm mãi vậy, trời ơi, thầy không cho con làm lấy cho con ăn, ăn nhiều dữ vậy sao? Mình khất sĩ con bữa mà bây giờ thêm chút xíu nữa để tùy cơ ứng biến đó, thì mình còn lao động cứ ăn con, nhớ không? Ăn hiền ở lành. Cái gì hiền đừng sát sanh nãy giờ, cái gì hiền đừng giật cướp của người ta, đừng nói láo nói sượt hả con, của mình làm đổ mồ hôi thì mình ăn. Thôi thầy xin chúc lành quý vị nha, được dặn sự bình an, mấy con về nha, bình yên hết. Nói tôi có mẹ, mẹ thầy, tôi có thầy, thầy như mẹ, không sai, thầy không bỏ chúng con đâu, nghe không? Ráng cố gắng nha. Thầy nói hoài không có gì, có chúng con cũng đâu biết. Có nhiều khi Đức Mẹ khiến cho ta đến giúp con, ta đến ta đỡ con, ta nâng con, người ta an ủi con, gọi là quý nhân á, quý nhân giúp đỡ. Chứ Đức Mẹ trên sao xuống, Bồ Tát sao xuống, nhưng mà gia trì cho con. Tới đây là con dịch hết rồi tới ôm không, ai cũng mang cục bú trong người đó, khối u đầy tràn rồi. Tự Quan Thế Âm Bồ Tát con nguyện đi thì tan dần hết. Con nói tan dần là tan dần, con đừng có lương hương, mẹ hộ cho con. Trái trên rải xuống, rải rồi giết cái này, giết cái kia, diệt cái nọ mới rồi, con hiểu, chứ không không có rồi đâu. Dữ lắm, đó vậy đó, chết đủ thứ hết rồi. Thế vậy, con dịch thở xưa cạp chút xíu cái tài cho ăn á, cái đó làm ung thư đi. Cái ăn vô đây, ăn vô tới đây cửa con dịch nha. Lá trầu, bà già đi ngang rồi trầu ngon quá, thấy có ba lá về ăn cái nó ung thư đây nè, nó vô tới đây luôn. Độc. Lá trầu nó trở thành độc. Con hiểu chưa? Thôi, như vậy thì chắc không đến đổi ai đến đây để kịp thầy đâu, thầy trốn mất rồi. Như vậy thiệt chứ, lá trầu ở ngoài trời vậy nè mà bẻ vô ăn rợn cái miệng nó nhai cái nó thúi lần lần, nó ung thư đây, chất độc. Dạ thưa thầy, con đem con rửa hết, con kỹ lắm, con mua nước tím rồi, khỏi mua nước tím, mua nước ma ha của Bồ Tát đi, rửa ăn không có trúng độc, nhớ không? Ờ vậy đó, nước ma ha cam lồ của mẹ không trúng độc, nghe lời thầy đi, nguyện hoài. Tại vì đứng từ hàng với Quan Âm tế độ chúng sanh, bà muôn ngàn sự phép thị hiện cứu lợi. Để thầy đi về, thầy ra cái quyển Quan Âm nha, cho tất cả các bà, các chỗ khắp nơi thầy cho, đừng lại. Dù thầy có nói láo trong đó cũng nói láo, lại Phật đâu có gì đâu. Thầy ra cái quyển khắp khắp một chút, để cho ở đây cũng có. Nhưng mà nếu già đó thì in cái chữ bự của con, yeah, nha, yeah. Để Quan Âm lớn thiệt lớn nha, đó. Lại Quan Âm thôi chứ không có gì đó, nha. Nhưng một quyển này trong đó nỗi niềm mình than hết cho Quan Âm, cứu khổ cứu nạn, cứu độ chúng sanh, phong ba biến chuyển cận kề, lại bà Phật mẫu chẩn đề thứ tha, Quan Âm Bồ Tát vậy mà. Nghe nha, đó, muôn ngàn phép lạ của bà cứu nguy, thầy ra cho một cuốn sợ chúng con làm biến á, không có coi, đừng tụng mà trì, cứ cầm về coi, nghe không? Thầy hứa, hứa là phải làm xong. Rồi, thôi, xin kính mời quý vị.